Em vừa về tiếp tục mẫu gia 204 rồi. Trần Anh có một cặp luôn. Một em 209, một em 204, hai em 204 luôn. Em dây ghi nha bà con, 204 hết toàn bộ. Hồ sơ đang rút hồ sơ về 49 nữa, đang ra tên luôn. Ra tên chính chủ nha. Xanh vỏ dưa anh em, 1.8. Em này chạy đâu đó lanh quanh, rơi cho anh em nằm tầm cỡ 8-9 lít quay đầu thôi. 1.8 7 chỗ. Bề các chân chủ nhà lên nguyên bản là mâm sắt nè. Đây anh em, 4 cái vỏ khá mới nha. 4 cái vỏ chủ nhà thay mới 80%. Dàn mâm sắt được ốp chụp mâm gầm bọc ở trong đẹp sạch sẽ anh em nha. Anh em nào khả năng cái tiền thì lấy mẫu này về. Đó là phong dáng của em dây. Đồ đạc của em này đi đồ đạc thì dễ thay với sữa. Riêng dòng Toyota đi bền lắm. Chủ nhà bọc ghế mới tinh hết toàn bộ. GL nguyên bản nha. Đây là có cái ốp nè. Cái ốp này là cái ốp ở nằm ở bên hông của hai bên hai cái dàn lằn sau nha anh em nha. Chưa ráp vào đâu. Sạch sẽ. Được cái liền anh chị nha. Đinh bấm ở trong nguyên hết. Máy móc em này thì Trần Anh quay tới phần máy, Trần Anh sẽ báo về cái máy. Xe có sao là báo vậy, máy móc chạy qua thời gian có canh chỉnh rồi. Đây anh em, tắp bi phòng. Vô lăng của Toyota màn hình ghẻ. Màn hình cam dây ghẻ nha anh em. Đây anh em. Số sàn khai học GL con ngựa nguyên bản hết. Đây là dàn trần nè, cái ốp nè. Nó có cái ốp của hai bên hông của dàn lạnh nè anh chị. Bên đây nó sẽ có, đây là cầu dao nè, cầu chì để khi nó kích hoạt dàn lạnh. Đây là đường ống dẫn lạnh đây anh em. Đó, vậy thôi anh em. Anh em trải nghiệm cục máy nhé. Trợ lực em này nhẹ tưng. Đó, sạch sẽ. Máy nổ êm. Máy móc chạy có canh chỉnh. Đăng kiểm tháng 5, 24. Nếu mà Trần Anh nói cái máy này rim anh em chả biết. Mà đời em thì không bao giờ ăn tải xe sai luôn. Không có tải xe sai được. Máy có lèm. Phía mặt trên là mặt nắp đầu ron ngâm cò. Mặt thứ hai là buồng đốt nè. Anh chị nhìn kỹ nha. Trần Anh quay nè. Đó, keo của cái buồng đốt mở rồi nè. Keo mở có nghĩa là người ta đã làm máy. Làm máy cái này thì khả năng là người ta làm bạc nè. Làm bạc cho nó chín hơi nè, xếp lại xếp măng nè, xếp măng lá bạc nè, xoáy số bóp nè cho anh em. Nói thẳng là máy làm số rin thôi, cái số rin rồi. Còn cái máy là làm rồi, xe có sao báo thẳng báo chuẩn rồi đó. Cái nước thay nè, đây là cái nước thay mới nè. Rồi làm máy chuẩn rồi, chuẩn 100% rồi, không lệch phát nào hết. Bộ ghế bi, nói chung là đời này người ta làm máy với êm. Anh chị nghĩ đi, 20 năm rồi. Trừ cái xe này người ta ít chạy chứ không làm máy rồi. Còn xe người ta để người ta đi sử dụng gia đình, ngày nào người ta cũng chạy, chắc chắn thời gian người ta làm máy. Mà người ta làm máy thì về anh em phải về làm. Còn người ta chưa làm đến anh em phải về anh em làm máy nha. Lốc lạnh theo xe, hệ thống Lenco. Em này sử dụng Lenco điện hết toàn bộ nha cô chú quý chị. Cục máy khá là êm. Xe máy làm mà không có chuyện độ hơi đâu. Biết mà, chưa mở nắp ra đâu mà cho anh biết hết. Nè, anh em có sạch sẽ không? Em có tí đồ hơi nha, không hề có một tí đồ hơi. Hơi em rất là kính. Em chưa? Nắp capo nguyên bản của dòng Toyota anh chị. Sạch sẽ cho anh em. Thôi vậy anh em ạ, xe cỏ thì quay về thôi. Không cứng cũng lỗi thôi anh em. Đó, anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Auto. Đây anh em trải nghiệm phần gầm nè. Đây là phần gầm xe. Em này số rin nè, đúng không? Số cầu sau là rin nha. Chưa làm nha, còn máy móc có làm rồi. Đây nè anh chị. Gầm bọc ở dưới là khá là đẹp rồi. Gầm sạch sẽ, không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Nó xe cũ cả 20 năm thì nó vậy thôi. Kính là kính của Toyota hết. Kính là kính rin nha. Nước sơn đẹp. Sơn si là không có chảy xước đâu. Đó, anh chị nào quan tâm về mẫu gì đó quên mất tiêu rồi. Dây 2004 thì alo cho Trần Anh. Em chào bà con nha.